chuyển tiền nhầm số tài khoản thì phải làm sao? Xem hết video này nhé. Đầu tiên, thông báo ngay cho ngân hàng. Hãy liên hệ trực tiếp với ngân hàng thông qua số hotline và cung cấp cho họ thông tin chi tiết về giao dịch. Thông thường ngân hàng sẽ mất tầm 30 đến 45 ngày để tra soát. Sau đó các bạn có thể chuyển thêm một khoản tiền nhỏ cho người đó để nhờ họ chuyển tiền lại với nội dung nhớ kèm theo số điện thoại của bạn. Nếu gặp được người tốt thì họ sẽ chủ động liên hệ và chuyển khoản lại cho bạn. Còn nếu không thì chúng ta tới bước cuối cùng. Đó là sau khi tra soát, ngân hàng sẽ liên hệ trực tiếp với người chuyển tiền. Và trong trường hợp không liên lạc được hoặc là người đó không đồng ý hoàn trả thì bạn phải đến gặp trực tiếp hoặc là chuyển qua các bước về pháp lý. Tuy nhiên, tốt nhất thì bạn vẫn nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển khoản để tránh mất thời gian nhé. Follow tôi chưa? Follow đi!